Chiều hôm nay lớp nội trú chuyên khoa 1 của chúng ta sẽ học cao học của chúng ta sẽ học 3 bài niệu. Đó là bài sỏi niệu, bài giảng tâm mạch thần kinh và bài chấn thương niệu đạo. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về bài sỏi niệu. Để học bài sỏi niệu, chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau đây trước khi vô bài. Thứ nhất là ta phải phân biệt được associated symptoms với lại accompanying symptoms. Thứ hai là chúng ta cần phân biệt được underlying diseases và comorbidity. Với sỏi niệu cảm quan thì sinh viên phải vượt qua kiến thức Stone Burden, gồm có yếu tố nguy cơ sỏi niệu, bệnh nền, công thức tính volume của sỏi, how feel, tốc độ lớn lên của sỏi sau 3 tháng là 3 mm. Nếu có nhiễm trùng thì viên sỏi to nhanh hơn. Gợi ý lâm sàng: đồng bằng sông Cửu Long nắng nóng quanh năm, bệnh nhân lên cơn đau quặn niệu quản vào tháng nào nhiều nhất? Trả lời: quanh năm. Ở những nước có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông thì cơn đau quặn niệu quản xuất hiện vào cuối thu đầu đông. Chẩn đoán sỏi niệu có hai công thức là echo cộng KOB cộng MSCT và echo cộng KOB cộng UIV. Ta hỏi có sự khác biệt gì giữa hai công thức này? Y3 không đi lâm sàng không phân biệt được tổng phân tích nước tiểu và khi nào thì thử cận lắng nước tiểu. Đây là lỗi của ai? Giáo viên nào chịu trách nhiệm về cái lỗi này? Đứng trước một bệnh nhân sỏi niệu, khi nào thì cho kháng sinh? Có các phương pháp can thiệp sỏi niệu, một phương pháp điều trị nội khoa. Đó là: thứ nhất, sỏi nhỏ hơn 5 mm, thứ hai mới đau lần đầu, thứ ba chưa uống nước thường nguồn. Chúng ta có 6 phương pháp can thiệp, đó là ESVL, BCNL, laser, labaro, sandwich và open. Chúng ta qua bài varicocele. Chúng ta nhớ rằng đối với cái thận bên trái thì tĩnh mạch tinh hoàn bên trái sẽ đổ về thận trái. Còn tĩnh mạch tinh hoàn bên phải thì lại đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Vì thế cho nên ta thấy trên lâm sàng tĩnh mạch tinh hoàn bên trái bao giờ cũng giãn nhiều hơn, vì nó bị một cái lực cản ở thận là 12 mm thủy ngân, trong khi tĩnh mạch tinh hoàn bên phải gần như bị cản trở lực rất là thấp, do đó ít có giãn tĩnh mạch tinh hoàn bên phải. Trên lâm sàng khi nào thì chỉ định mổ giãn tĩnh mạch tinh hoàn? Ta có chỉ định là khi nào cái giãn tĩnh mạch đó từ độ 3 trở lên và bệnh nhân đau quá không chịu được, hoặc là bị thiểu tinh, hoặc là lấy vợ hơn 1 năm mà không có con. Để trước khi quyết định mổ, chúng ta cần phải có hai cận lâm sàng quan trọng. Cái thứ nhất là tinh trùng đồ, xem có bị thiểu tinh hay không. Thứ hai là echo Doppler, coi mạch máu đó trên đường về nó có bị tắc nghẽn gì khác hay không. Nếu nó chỉ giãn đơn thuần ở bìu mà không có tắc nghẽn trên cao, chúng ta chỉ cần mổ ngã bìu, open, cột là đủ. Tuy nhiên nếu nó có phối hợp với những tắc nghẽn phía sâu hơn, chúng ta cần mổ nội soi ngã ổ bụng. Về chấn thương niệu đạo, chúng ta nhớ chấn thương niệu đạo có hai loại là chấn thương niệu đạo sau và chấn thương niệu đạo trước. Đối với niệu đạo sau rất khó chấn thương, trừ phi có những chấn thương rất nặng, ví dụ như xe tải cán ngang xương chậu, để cho làm cho cái tiền liệt tuyến phải tróc rời khỏi cái chỗ bám ở xương mu và phải đứt cái dây chằng, cái cơ hoành niệu sinh dục ngoài, thì lúc đó mới bị tổn thương của cái niệu đạo sau. Còn đối với niệu đạo trước có thể do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ một là do thầy thuốc gây ra, tức là chúng ta đặt thông tiểu, hoặc là chúng ta nông niệu đạo, hoặc chúng ta làm thủ thuật gì đó. Hai là do sinh hoạt, có thể là sinh hoạt do lao động, đi lại, giao thông, té cầu khỉ, hoặc giao hợp, những tư thế kiểu cọ dễ gây gãy dương vật kèm theo chấn thương niệu đạo trước. Thường những bệnh nhân đó có kèm theo sử dụng heroin, hoặc là uống rượu bia rất xỉn, hoặc là xài các thuốc lắc gì đó. Chúng ta hết ở đây.